Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau cuộc gặp gỡ ngắn với Gisu, nhóm Rudy tới nhà Cliff khi mặt trời đã lặn. Khác với tưởng tượng của cậu, ngôi nhà này trông khá bình thường, nó vừa đủ không gian cho gia đình 3 hoặc 4 người sinh sống. Khu thánh này trông cứ như một cái chung cư vậy, nhà nào cũng y hệt nhau, xếp thành hàng chạy dọc cả con phố. Hóa ra nhà của giáo hoàng Milis là như thế này sao? Clip giải thích rằng linh mục hoạt động ở trụ sở chính của giáo đoàn đều được cấp một căn nhà như thế này, nhưng vì ông của cậu có phòng riêng ở trụ sở chính nên nhà ở đây không được sử dụng. Mà cách khác, đây là nhà do cơ quan cấp. Ông nội Clip có căn hộ riêng rồi nên căn nhà này không được sử dụng. Vì trời đã tối nên Rudy quyết định ở lại đây để nghỉ ngơi. Sáng mai cậu sẽ đưa Janice về bên ngoài. Thế nhưng khi vừa đặt đống hành lý vào góc nhà thì Rudy thấy một làn khói bốc ra từ trong căn nhà. Aisa đang hắt xì liên tục khi hít phải nó. Nhìn kỹ hơn thì Rudy mới nhận ra, đờ mờ, cái này méo phải khói mà là bụi bẩn. Clip đơ người giải thích rằng vì ngôi nhà không có người ở nên đã lâu chưa được dọn dẹp. Thế là cả nhóm lao đầu vào dọn nhà. Rudy tẹt ga sử dụng ma thuật nên chẳng mấy chốc thì mọi thứ cũng sạch sẽ. Đêm đó Janice ngủ trên giường, còn Rudy và Aisa nằm dưới đất vì không đủ chỗ. Hơi lạnh lưng nhưng còn tốt hơn là nằm ngủ bên lề đường như mấy ngày qua. Khi Rudy chuẩn bị nhắm mắt thì đột nhiên thấy Aisa đang cười khoái chí nhìn chăm chăm mình. Ehe, em đang ngủ cùng giường với Oni-chan. Em mà kể cho chị Sylvie biết thì chị ấy thế nào cũng ghen. Ủa, trên đường đến đây có mấy lần ngủ cùng nhau rồi mà. Sau đó thì Aisa từ từ nhích lại gần Rudy. Hai anh em ôm nhau ngủ rất chỉ là tình cũng. Có khi nào một ngày nào đó em sẽ phải lòng một ai đó và có con với người đó không vậy? Đột nhiên Aisa lại nhắc đến chủ đề này. Cũng phải thôi, em ấy cũng đến tuổi yêu đương rồi. Chắc hẳn thường tự hỏi chồng tương lai và con cái của mình sau này sẽ như thế nào. Rudy chưa tưởng tượng nổi người yêu của Aisa sẽ là ai nữa. Gu của em ấy là good boy hay là fuck boy đây? Thường mấy em gái tài giỏi ngoan ngoãn hay yêu mấy tên quậy phá lắm. Liệu Aisa có thoát khỏi lời nguyền đó không vậy? Hay là bữa nào về hỏi Austin xem thử Aisa sẽ cưới ai nhỉ? Mà thôi kệ đi, lỡ may hắn nói ra thông tin gì đó nhạy cảm thì Rudy sẽ sốc trầm trọng mất. Bỏ qua vấn đề đó thì dù không thích nhưng Aisa quyết định ngày mai sẽ cùng Rudy đến nhà Lachia theo lời căn dặn của Lilia. Hừm, cũng lo thật, ngày mai chắc chắn sẽ là một tiết học đầy nề nếp và kỷ luật cho mà coi. Nghĩ vẩn vơ một hồi thì hai anh em đã chìm vào giấc ngủ. Từ sáng sớm ba người đã đến trước cửa nhà bố mẹ Janice. Clip thì đi gặp ông nội rồi. Khác với ngôi nhà tập thể nhỏ nhắn của giáo hoàng, nhà Lachia rất to lớn. Hai bên cổng chính là hai pho tượng hình sư tử. Lối đi lát đá len lỏi trong một thảm cỏ được cắt tỉa kỳ quặc, còn có cả đài phun nước nữa. Ở cuối đường là một tòa dinh thự màu trắng đầy chất quý tộc. Nó tương đương với ngôi nhà Aren đã tặng cho Rudy ở Asura. Vì là hàng tặng nên cậu ít khi nghĩ về nó. Nhưng nếu phải nói thì Rudy hiện chẳng thua gì gia đình bên ngoại cả. Thế nên cậu tự nhủ không cần phải e dè, không cần lo sợ. Aisa thì khác, em ấy đang nhìn vào tòa dinh thự và thở dài ngao ngán. Đó là thái độ chán ghét vì nó mang lại những kỷ niệm không vui. Hiện giờ cả Rudy và Janice đều đang mặc trang phục mang phong cách quý tộc. Aisa thì mặc trang phục hầu nữ. Lingard sau khi thấy mặt Janice thì vội vã chạy vào báo tin. Trong thời gian chờ, Aisa tiếp tục nhắc lại lời cảnh báo. Nghe em này Oni-chan, em khuyên anh trước, bà là một người cực kỳ đáng ghét đó. Cứ mỗi lần nhắc đến nhà Lachia thì Aisa lại cảnh báo như thế. Giết rồi Rudy cũng thấy bà ngoại có lẽ rất đáng ghét. Cơ mà nói về đáng ghét thì cậu hiểu mình ở kiếp trước cũng vậy thôi. Thậm chí nếu đem đi so sánh thì bà ngoại chẳng xì nhê gì đâu. Dù có đáng ghét đến mức không thể nhịn được thì bà cũng sẽ thương tiếc khi thấy tình trạng hiện giờ của Janice thôi. Lúc này có một nhóm người đang đi ra tù dinh thự. Những cô hầu nữ đứng xếp thành hàng dọc hai bên cổng. Vị quản gia đứng thẳng người đối diện với nhóm Rudy. Đây là trận hình tiếp đón thường xuất hiện ở trong mấy bộ manga tài phiệt nhà giàu nè. Các cô hầu nữ cũng theo đó mà cúi đầu xuống. Sau khi Lingard mở cánh cổng, vị quản gia cúi đầu thật sâu. Các cô hầu nữ cũng theo đó mà cúi đầu xuống. Janice-sama, chào mừng người đã quay trở về. Tất cả chúng tôi đều mong đợi sự trở lại của ngươi. Bọn họ đồng thanh nói như vậy. Janice thì vẫn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác không cảm xúc. Sau đó vị quản gia cúi đầu mời Rudy vào gặp đại phu nhân. Đúng là nhà quý tộc có khác, nội thất toàn là đồ cao cấp. Quản gia dẫn nhóm Rudy vào một căn phòng tiếp khách rồi rời đi. Ông ta nói chờ một lát mà chờ nãy giờ rồi vẫn không thấy đại phu nhân đâu. Janice ngồi xuống trước, sau đó Rudy ngồi bên cạnh, Aisa thì lại đứng. Em cũng ngồi đi Aisa, em là em gái của anh và cũng là khách của nơi đây. Vậy nên em hãy ngồi đi. Nghe vậy Aisa ngồi xuống bên cạnh Janice. Cứ như thế ba người im lặng chờ đợi. Đại phu nhân, hướng này ạ. Một lúc sau thì có một bà lão với mái tóc màu vàng lẫn màu bạc bước vào. Đi cùng còn có một người đàn ông béo khoảng độ tuổi trung niên. Ông ta mặc chiếc áo trắng giống như áo của bác sĩ. Xem ra đây là bác sĩ của vị đại phu nhân kia. Rudy lập tức đứng dậy, đặt tay lên ngực nhẹ nhàng cúi thấp đầu chào. Thế nhưng bà lão thậm chí không thèm liếc nhìn Rudy, băng qua mặt cậu đến thẳng đối diện với Janice. Căn phòng im lặng tột độ, bà lão chỉ đứng đó nhìn Janice từ trên xuống dưới. Quả là một cuộc đoàn tụ đầy cảm động. Thế nhưng bà lão Claire chỉ lạnh lùng nói rằng, đây đúng là con gái ta, Ando, nhờ ông đó. Nghe vậy người bác sĩ bắt đầu hành động.
Ông ta đi ngang qua Rudy, cầm lấy tay Janet để dìu cô ấy đứng dậy, rồi ông ta sờ bộ mặt vô hồn của cô ấy. Xin hãy chờ một lát, tại sao lại đột ngột thế? Rudy vội vã chen vào. À, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là Ando Beckley, người đảm nhiệm vị trí bác sĩ riêng của Claire Sharma. Cảm ơn vì sự lịch sự, tên cháu là Rudolf Gerard. Vậy ra bác là một bác sĩ ư? Vâng, hôm nay vừa đúng là ngày khám bệnh của Claire Sharma. Vậy nên nhân đây người muốn tôi xem luôn tình trạng của con gái người, tức là đang khám bệnh cho Janet. Đột nhiên Rudy giật mình khi nghe thấy một tiếng quát từ phía sau. Ai sao hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế sofa và bối rối xin lỗi như thể sắp khóc tới nơi. Claire cho rằng em ấy chỉ là một hầu nữ nên không thể cứ ngồi yên trong khi chủ nhân của mình đã đứng dậy. Thật là vô lễ. Đậu xanh, Rudy bắt đầu thấy cuộc đoàn tụ này có gì đó sai sai rồi. Cậu, Aisha và Janet là khách cơ mà, sao cứ bị đối xử như người của nhà Latria luôn vậy? Là cháu bảo em ấy ngồi xuống đó, Rudy nói bằng giọng hơi đanh thép. Nghe vậy Claire từ từ quay đầu nhìn cậu. Tuy rằng em ấy mặc trang phục hầu nữ nhưng vẫn là em gái của cháu. Sợ dĩ em ấy mặc như vậy là để thuận tiện chăm sóc cho mẹ cháu, thế nên mong bà hãy đừng đối xử với em ấy như là hầu nữ. Trang phục là thứ đại diện cho thân phận của một người. Ai trong nhà này mặc trang phục hầu nữ thì đều sẽ được đối xử như một hầu nữ. Claire nói điều đó với cái giọng bình bình. Có cái gia quy lố bịch như vậy à? Rudy không thể chấp nhận được. Thế vậy bà sẽ đối xử thế nào với người ăn mặc giống như cháu? Đương nhiên là người đó sẽ được đối xử theo cách tương ứng. Vậy cách đối xử của những người ăn mặc như vậy là làm ngơ tất cả bọn họ sao? Vừa nói Rudy vừa giang hai tay ra như thể khoe bộ trang phục của mình. Không, lý do ta phớt lờ cậu là vì bỗng nhiên một người thanh niên lạ mặt như cậu lại gọi ta là bà ngoại. Trong những năm gần đây cũng có những kẻ giả mạo hay làm trò này. Thế nên trước khi xác định được danh tính của cậu là thật hay giả, cậu không đáng để ta đáp lại. Cũng đúng. Nếu con gái của một gia tộc lớn thế này bỏ nhà đi thì thế nào cũng có những kẻ giả mạo nhận tìm đến. Rudy chỉ đơn thuần cúi chào chứ chưa chứng minh bất cứ điều gì về huyết thống, thế nên cũng đành chịu. Với lại cả bộ đồ cậu đang mặc cũng không có huy hiệu của gia tộc Greyrat nữa. Người này đích thị là Janet, ta cũng nhớ rõ Aisha ở đằng kia. Còn cậu thì có bằng chứng nào chứng minh cậu là cháu ngoại của ta? Hấm, bằng chứng gì? Vậy trên đời này có ai có thể dẫn Janet và Aisha đến tận đây? Nhìn họ có giống như đang bị thao túng không? Cần gì phải bằng chứng ạ? Mẹ cháu, Janet và Aisha cùng đi theo cháu. Hơn nữa còn đem theo cả lá thư mà bà gửi. Bà còn muốn bằng chứng nào khác nữa? Nghe vậy Claire giật giật lông mày của mình một chút, rồi bà ấy nói rằng thừa nhận Rudy là thành viên của nhà Latria. Đúng là quý tộc, từng câu nói đều ẩn chứa rất nhiều tính toán. Rudy lập tức vạch rõ ranh giới. Thưa bà, cháu là người của nhà Greyrat, ngoài ra còn là gia trưởng nữa. Đây là lần đầu tiên bước chân vào nhà này, cháu cũng không có ý định trở thành thành viên của nhà Latria đâu. Trước đó Rudy còn muốn lấy lòng Claire để sau này dễ bề thành lập binh đoàn đánh thuê, nhưng giờ thì cậu không cần nữa. Thứ nhất là vì bà ấy quá đề cao cảnh giác. Thứ hai là nếu không vạch rõ ranh giới sẽ rất khó để đưa Janet trở về Saria. Đột nhiên Claire trừng mắt nhìn Rudy như thể đang giáo huấn cậu. Thân là gia trưởng nhà Greyrat mà lại đi tỏ ra thấp kém. Greyrat dù sao cũng là một trong tứ đại lãnh chúa của Asura. Tuy rằng nhà Latria là một gia tộc có tiếng nhưng cũng chỉ là một nhà bá tước. Ấy thế vậy mà cậu lại cúi đầu xưng danh tính của mình trước bá tước phu nhân, một người thậm chí còn không phải là một bá tước. Mặc dù cháu có huyết thống của một trong tứ đại lãnh chúa của Asura, nhưng cháu không có dòng máu trực hệ của một lãnh chúa hay là mang tước vị quý tộc cả. Tuy cháu có nói rằng mình là gia trưởng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là gia trưởng của một gia đình bình thường đang sinh sống ở Saria. Với lại, cho dù cháu có thân phận cao quý đến rừng nào đi chăng nữa, thì việc kính chào bà ngoại mình lần đầu tiên mới gặp mặt cũng là một lẽ thường tình mà thôi. Cãi lý thế nào được với thánh lươn lẹo cơ chứ? Claire cứng họng nhìn chằm chằm Rudy. Dù rằng cháu không có địa vị quý tộc, nhưng cũng có quan hệ cá nhân với Aren bệ hạ, người vừa mới đăng quang vào năm ngoái. Ngoài ra bản thân cháu còn là thuộc hạ của Long Thần, đứng vị trí thứ hai trong thất đại liệt cương, cho nên là cháu mong bà đừng quá khinh thường cháu. Thì từ lúc vào đây Claire chưa tỏ ý khinh thường Rudy, cậu cũng chẳng quan tâm bà ấy nghĩ gì, nhưng tốt nhất là cứ dằn mặt trước để bảo vệ cho Aisha. Bằng mọi cách Rudy muốn chứng minh rằng mình ít nhất cũng ngang hàng hoặc thua Claire một chút thôi. Ở bên này bà Claire đang nhìn Rudy như thể đánh giá một món hàng, hiểu được bà già này có tính đa nghi, thế nên Rudy giơ luôn cái vòng tay có huy hiệu của Long Thần ra. Sau khi quan sát được vài giây, Claire nói thầm một vài câu với vị quản gia đang đứng bên cạnh. Ông ta gật đầu nói rằng đó quả thật là của Long Thần. Xem ra Austin cũng nổi tiếng phết. Thì ra là vậy, ta đã hiểu rồi. Nói rồi Claire đưa hai bàn tay về phía hai bên eo, sau đó bà ta thực hiện động tác cúi đầu một cách hết sức tự nhiên. Tên ta là Claire Latria, vợ của bá tước Carlyle Latria, đại đội trưởng của tổ kiếm thuộc đoàn kỵ sĩ thần điện, hiện tại đang phụ trách quản lý cả dinh thự này. Vừa rồi ta đã thất lễ, mong cậu hãy thứ lỗi. Xem ra Rudy đã chứng minh được danh tính. Cơ mà cậu không ngờ bà Claire lại quay xe nhanh như vậy. Quả đúng là người sống lâu biết tiến biết lui. Cha của Janet là đại đội trưởng của đoàn kỵ sĩ thần điện Luna. Trước đó thì Rudy cũng nghe ngóng được em gái của Janet là Therese cũng nằm trong đoàn kỵ sĩ thần điện. Nếu ngày xưa mà Janet không đi theo Footboy chắc giờ cũng ở trong đó luôn quá.
Quan trọng hơn, có vẻ màn chào hỏi của cuộc nói chuyện đã xong rồi. Rudy thở phào nhẹ nhõm đi vào nội dung chính. Theo lời mời của Claire, cậu từ tốn ngồi xuống ghế. Đầu tiên thì, cảm ơn cậu đã không quản ngại đường xá xa xôi để tới đây. Ban đầu ta đã nghĩ cậu sẽ phải mất vài năm thì mới tới được. Ta rất biết ơn vì cậu đã nhanh chóng thu xếp mọi thứ. Nói vậy rồi, Claire vỗ nhẹ bàn tay của mình, cánh cửa bỗng mở ra. Đằng sau là một cô hầu nữ đang kéo một chiếc xe đựng đồ vào trong phòng. Ở trên mặt của chiếc xe có một bộ đồ uống trà. Nói về khoản này thì Rudy là best luôn rồi. Khi còn ở Thiên Không Thành để chém gió trôi chảy về Perchus, cậu đã dày công học về mấy cái nghi thức lễ nghĩa trong trà đạo rồi. Tuy nhiên trước đó thì Aisha, em cũng ngồi xuống đi. Thấy Aisha vẫn chần chừ lo sợ, Rudy tiếp tục nhắc lại rằng em ấy là khách chứ không phải là hầu nữ. Đến đây thì Aisha rón rén ngồi xuống trong khi Lick nhìn Claire. Bà ấy không nói gì cả, chỉ hơi giật giật lông mày khó chịu. Janet vẫn đang được khám, ông bác sĩ kiểm tra cả lưỡi và mắt của cô ấy. Rudy cũng mặc kệ thôi, vì dù sao chả có cách chữa đâu. Mẹ cháu đã được cháu tìm đủ mọi cách cứu chữa, nhưng vẫn chưa đi đến đâu ạ. Ở vùng nông thôn xa xôi thì cách thức chữa bệnh đương nhiên là rất hạn chế. Đờ mờ, cái này có phải là cà khịa không? Saria là vùng nông thôn sao lão ba? Ok, nóng mặt nhưng Rudy vẫn bình tĩnh, vì dù sao cô đã chuẩn bị tinh thần cho mấy pha cà khịa như thế này rồi. Đúng thật là ma thuật chữa trị ở Saria không thể sánh được Milis, nhưng cháu đã hỏi cả long thần Austin lẫn ngài Preacher rồi ạ. Để đối phó với mấy người tự cao như thế này cần phải nói to tên ô dù của mình ra. Hồi nãy nhắc đến Austin rồi, giờ spoil thêm chút về Preacher cho bà giật mình chơi. Đúng như Rudy dự tính, Claire đang kinh ngạc khi nghe đến cái tên Preacher. Đó là một trong ba vị anh hùng ư? Thật khó có thể tin được. Không tin cũng đúng thôi, Rudy chỉ nói mồm mà không có bằng chứng. Kệ đi, chỉ mong là bà ấy đừng vì vô vọng mà xài mấy cách chữa bệnh làng nghề trên mạng là được rồi. Sau đó hai người trò chuyện với nhau một lúc, bà Claire hỏi khá nhiều về Non và bất ngờ khi biết rằng em ấy đang là hội trưởng hội học sinh. Cũng giống Perchut, bà ấy thẳng thắn nói Rudy là xa trưởng nhưng lại thiếu cứng rắn. Từ đầu đến cuối Rudy cảm giác như mình luôn bị coi thường, nhưng không sao, cậu vốn dĩ không bận tâm điều đó. Nhưng mà phải công nhận Claire là người rất khó ưa, điều này có thể đến từ việc xuất phát điểm của hai bên quá khác nhau. Rudy sinh ra trong một gia đình cha làm công an, mẹ bác sĩ, trong khi Claire lại là con nhà tài phiệt. Hai bên giống như đường thẳng song song không bao giờ giao nhau vậy. Một lúc sau, bác sĩ khám xong cho Janet, ông ta cũng hỏi Rudy thêm vài câu về tình trạng của cô ấy, như thường ngày hay ăn gì, số lượng bao nhiêu, vận động đến mức độ nào, bla bla. Thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi. Sau khi có được câu trả lời, ông bác sĩ ghi chép lại chi tiết cả câu hỏi và câu trả lời. Sau đó ông ta đến bên cạnh Claire thì thầm bàn luận rằng Janet vẫn có thể sinh con, bà ta lập tức tỏ ra vui mừng. Rudy ở bên cạnh nghe thì mới giật mình nghĩ rằng chẳng lẽ bà ngoại muốn cưới chồng khác cho Janet sao? Claire giải thích rằng ở Milis giá trị một người phụ nữ là có thể sinh con hay là không. Nếu không thể sinh con thì người đó không thể được coi là một con người. Ừ thì cậu cũng ậm ờ cho qua, Claire giải thích như thế chứ chẳng biết là nó có thật hay không nữa. Nhiều khi bà ấy tự bịa ra rồi tin nó là thật cũng nên. Khi Rudy còn đang nghĩ vẩn vơ thì bà Claire đột ngột nói rằng ta muốn cậu cắt đứt quan hệ với cha xứ của phe giáo hoàng. Thực tế thì từ đầu bà ấy cứ dùng cách ăn nói hùng hổ để đè bẹp người khác, khi thì như ra lệnh, khi thì đưa ra mấy câu nói như đe dọa. Ngoài ra bà ấy đã thu thập nhiều tin tức về Rudy và biết cậu thân với Clip, thế nên mới tự tin lên tiếng phản đối như vậy. Hiện nay nhà Latria đang hoạt động cho phe Hồng Y chống ma tộc, thế nên phe giáo hoàng thân ma tộc sẽ không được hoan nghênh. Bản thân cháu không hề có ý định ủng hộ phe giáo hoàng, thế đã đủ chưa? Không, vẫn chưa được. Miễn là cậu còn ở ngôi nhà này thì cậu phải tuân theo quy tắc của ngôi nhà này. Tức là nếu Rudy còn giữ quan hệ với Clip thì cậu không được phép bước chân vào nhà Latria. Ok thôi, thế thì xin chào tạm biệt, cậu sẽ không đời nào cắt đứt với Clip đâu. Rudy cố gắng dặn mình không được phép nóng giận, nếu nổ điên ở đây thì có khi bị truy sát mất. Công nhận bà già này giỏi chọc tức người khác thiệt. Khi cậu đang muốn bình tĩnh nói lời tạm biệt thì bất ngờ Claire lên tiếng, để Janet lại và mau rời khỏi đây. Mục đích của bà ấy là muốn giữ Janet lại để phục vụ cho một cuộc hôn nhân khác, vì cô ấy vẫn có thể sinh con. Nghe vậy miệng của Rudy trở nên khô khốc, cậu liên tục hỏi bà già này đang nói cái gì vậy. Con bé này sẽ kết hôn với một quý tộc của phe Hồng Y, cho dù có thể sẽ bị ly hôn một vài lần nhưng cũng không sao cả. Rudy tức điên người, bà ta đang muốn một người còn không thể bày tỏ được ý muốn của bản thân đi cưới người khác, chưa kể còn là con gái của bà ta nữa. Cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, quả là trong cái rủi có cái may. Từng lời của Claire như đã thông kinh mạch máu chó của Rudy lên. Cậu hét ầm lên rồi làm điều gì đó mà bản thân mình cũng không thể nhớ. Khi lý trí tỉnh dậy, Rudy chỉ thấy mình đang cầm tay của Janet đi bộ dưới ánh hoàng hôn. Trong đầu mang máng hình ảnh, cậu đã lớn tiếng gào thét trước mặt Claire, có cả chửi thề nữa. Claire cái đó đã mở to mắt kinh ngạc. Các hầu nữ thì thò đầu vào phòng hóng hớt chuyện. Khi Rudy tuyên bố sẽ dẫn Janet trở về và cầm tay kéo nhẹ cô ấy đứng dậy, cậu vẫn nhớ rõ Claire đã nói, nếu Janet là người bình thường, nó cũng sẽ nói như vậy thôi. Cái câu đó như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, khiến Rudy giận tím người. Cậu điên cuồng nắm chặt tay chuẩn bị thi triển ma thuật. Ngay lúc đó Aisha đã nói, đi thôi Onichan.
Điều này giúp Rudy lấy lại được chút tự chủ. Sau đó Claire gọi lính canh tới, cậu hạ hết bọn chúng và nói với bà ta rằng sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà Latria. Xong rồi ba người lập tức đi về. Dù đã tỉnh lại sau cơn nóng giận nhưng Rudy vẫn hết sức căm thù bà già đó. Rõ ràng cái quyết định đưa Janet về thăm mẹ là một sai lầm mà. Cậu đã quá nhân nhượng rồi, từ việc bà ta làm ngơ lúc chào hỏi rồi muốn non cưới ai đó, Rudy vẫn có thể chấp nhận. Nhưng cái ý muốn Janet tái hôn, nó chẳng khác gì thú vật cả. Cô ấy đã mất trí nhớ và không thể tự chăm lo cho bản thân. Tại sao bà ta còn muốn tận dụng để gia tăng quyền thế cho mình? Lại còn dám mở miệng nói nào là cơ thể khỏe mạnh, trong cái rủi có cái may nữa chứ. Như vậy có khác gì là búp bê? Thậm chí cô ấy mang thai thì có dám chắc là sẽ sinh được thuận lợi hay không? Tình mẫu tử của Claire đến cùng chỉ có vậy thôi sao? Đã lâu lắm rồi Rudy mới giận sôi máu như thế này. Nếu không có Aisha, có lẽ cậu đã phá nát cái dinh thự đó rồi. Nhìn về phía Aisha vẫn còn đang lo sợ, Rudy mới hiểu vì sao các em của cậu và Lila lại ghét Claire như vậy. Ôm Aisha vào lòng, Rudy xin lỗi vì đã mang em ấy tới đây. Giờ thì về chỗ clip nào. Rudy đã rất mệt rồi, cần phải ngủ một giấc thật sâu mới được. Cứ như vậy buổi gặp mặt bà ngoại Claire kết thúc. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.